Sợ sao bỗng nhiên nghe lặng cả la bao
có phải em và người ấy là hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn muốn đợi là sẽ biết như kia là người xa. Kẻ là người xa đôi ơi, kẻ mình yêu này hơn hờn xa lạ thì còn gì đau đớn nào ơi. Khi kiều ấy gần gũi tất năng mà như chẳng đi quá xa, tình trong đêm đơn tình đành tuyệt vọng. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và ông anh rất là thân thương, Tiến Đạt Hoàng và anh trai Đào Sến. Lần đầu tiên Hoàng Minh Trang cùng với nghệ sĩ ưu tú chú Sư sinh ra và đã đem cướp diễn đàn của chú dạy cổ Nhật Nguyên. Có nhiều quý vị thông cảm cho em nhé. Dạ, xin cảm ơn Nhật Nguyên, cảm ơn em Trang, xin cảm ơn các anh, các chú và các anh chị bên chỉnh cho em được nói được gieo duyên cùng với tất cả anh chị các em.